có chiều dài chỉ 1,1 km, rộng khoảng 6 mét. Tuy nhiên, con phố Nguyễn Tuân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội lại đang oằn mình, cõng khoảng gần chục dự án mọc lên với tốc độ chóng mặt. Mặc dù cư dân các khu chung cư này chưa về sinh sống hết, thế nhưng hệ quả của siêu cao ốc mọc lên thì đã lộ rõ. Các cái nhà chung cư này mà nếu mà dân nó về ở hết ấy, thì nó rất tắc. Mà đây là cái đoạn cổ chai cho nên là đề nghị các cái nhà chức trách ấy, thì họ phải nghiên cứu và họ làm sao giải phóng được cái mặt bằng ở khu vực này. Các nhà cao tầng mọc quá nhiều thì đâm ra là số người dân nó cũng kéo theo. Hệ lụy đó kể cả các cái phương tiện giao thông nó cũng nhiều. Cho nên là cái mật độ nó lớn quá, nó tăng lên, đâm ra là dân đi rất khổ. Còn rất nhiều những siêu cao ốc tại các khu đô thị hay tuyến phố khác đang trở thành điểm nóng về giao thông khi hạ tầng phát triển không theo kịp như Nguyễn Trãi, Minh Khai, Giảng Võ, Linh Đàm, v.v. Việc cho xây dựng ồ ạt nhiều chung cư cao tầng đồng nghĩa với việc gom dân, chứ không phải là giãn dân ra khỏi nội đô. Điều này là đi ngược với mục tiêu trong quy hoạch đã được phê duyệt của Hà Nội là giảm từ 1,2 triệu dân xuống còn 0,8 triệu dân trong 4 quận nội đô lịch sử. Nếu mà so với cái mục tiêu đặt ra là khoảng 80 vạn dân để kiểm soát trong cái lõi thì hiện nay là 1 triệu 2, như vậy là mình đã gọi như là vượt lên trên nó khoảng 40 vạn dân rồi. Đất dành cho giao thông chỉ có 7-8% thôi của cả hai đô thị này. Trong đó đối với một quốc gia, một cái thành phố phát triển thì chúng ta cũng đưa vào trong các cái luật về quy hoạch đô thị, tức là từ 16-26%, đối với đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phải trên 20%-22%. Thế thì 7% so với lại cái 22% thì báo chí 1/3, nên đó là cái áp lực, cái đang quá tải về hạ tầng ở giao thông. Các chuyên gia cho rằng việc để các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản tư nhân vừa đầu tư vừa thiết kế xây dựng khiến cho đất vàng trong nội đô ngày càng biến thành cao ốc, quy hoạch chung thủ đô có nguy cơ bị méo mó. Cái lợi ích kinh tế bao giờ nó cũng có xu hướng điều chỉnh tất cả mọi hành vi khác của con người. Nếu chúng ta không quản lý tốt thì cái hành vi mang lại lợi ích tư nhân mà không được quản lý, nó sẽ phá vỡ mọi thứ. Mỗi một cao ốc mọc lên đồng nghĩa với các khoảng trống hiếm hoi còn lại trong đô thị cũng biến mất, tức là người dân mất đi cơ hội được tiếp cận và sở hữu những khoảng xanh cần thiết, còn thành phố mất đi năng lực nâng cao tiện nghi đô thị và gia tăng sức cạnh tranh. Vâng, thưa quý vị, người dân Hà Nội cần những khoảng không gian để thở, đó là cây xanh, là công viên cho người già, là trường học cho trẻ nhỏ, hơn là những siêu cao ốc và cảnh tắc đường kẹt xe diễn ra hàng ngày như thế này. Hệ lụy sẽ là lớn hơn thế rất nhiều nếu như Hà Nội không tính toán đến vấn đề quy hoạch và việc quản lý quy hoạch ngay từ bây giờ.